B nhỏ, suy diễn về x ngang khi biết mu và chưa có sigma. Khoảng tin cậy của x ngang khi có mu và chưa có sigma có dạng: x ngang thuộc khoảng từ mu trừ s chia căn n nhân tan alpha trên 2 n trừ 1 đến x ngang cộng s chia căn n nhân tan alpha trên 2 n trừ 1. Khoảng tin cậy tối đa, khoảng tin cậy tối thiểu. Khoảng tin cậy này cũng rất giống khoảng tin cậy của mu trong trường hợp sigma chưa có. Bài ví dụ 2. Chiều cao của thanh niên ở khu vực A là biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật chuẩn với chiều cao trung bình là 160 cm. Độ lệch chuẩn không có. Chọn ngẫu nhiên 100 thanh niên ở khu vực này, tính được độ lệch chuẩn mẫu là 4, tức là S=4. Với mức ý nghĩa, với mức xác suất 95%, tức là 1 trừ alpha bằng 0.95, hãy tìm khoảng tin cậy của trung bình mẫu, tức là tìm khoảng tin cậy của x ngang. Khoảng tin cậy của x ngang có dạng: trước khi trình bày đoạn này thì chúng ta phải viết, phải gọi x là chiều cao của thanh niên ở khu vực A, thì suy ra x tuân theo quy luật chuẩn với mu bằng 160. Khoảng tin cậy của x ngang có dạng: x ngang thuộc khoảng từ mu trừ s chia căn n nhân tan alpha trên 2 n trừ 1 đến x ngang cộng s chia căn n nhân tan alpha trên 2 n trừ 1. Ta có tan alpha trên 2 n trừ 1, tức là t của 0,025 của 99, vì n đây là 100, xấp xỉ bằng u của 0,025 bằng 1,96, mu bằng 1m60, tức là mu bằng 160, s bằng 4, n bằng 100, thay vào đây ta được kết quả x ngang thuộc khoảng từ 159,216 đến 160,784.